đông đánh cá nó được ngã ở đâu không nè. Đông tới nằm 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 đổ rồi. Đổ đổ. Mấy chỗ này bữa nay đi thi công đâu đội trưởng Niên, đội phó chứ đội trưởng gì? Ờ đội trưởng, bữa nay đi đâu đội trưởng? Hả? Bữa nay thi công công trình ở đâu đội trưởng? Ở chi cục thuế. Chi cục thuế phải không? Chi cục thuế Sa Đéc phải không? Ờ. Ở đây đang thấp sao? Ở đâu? Ở cho vô trong luôn mà. Vô đâu ạ? Ừ. Mấy cậu cậu là lên đủ hết trơn rồi đó hả Niên? Hai chiếc rồi hả? Đây đây lên đây, đây có băng chưa? Chưa chưa. Mấy bao nguyên thì nhét ở dưới đựng chim, còn mấy bao bể là Lâm. Lâm Lâm em lấy mấy bao bể đem ra em đựng em thảy vô trong mấy cái chậu á. Chậu cho lắm chắc đây thì em vô dưới chỉnh cây hết đàng hoàng cái. Rồi anh hiểu rồi.